cuối cùng, phút cuối cùng của thời gian đá bù giờ. Cú sút vào Minh Phương. Sự tăng hoa tuyệt vời. Phút cuối cùng và lưới của Cosi đã rung lên. Vẫn còn gì ngọt ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Đây đây là đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Quả bóng kia đang lan truyền sang bao tình yêu, người hâm mộ đang bao nhiệt huyết trên chặng đường đang mới chạy theo. Những cầu thủ mang lên mà niềm kiêu hãnh của cả một dân tộc, là mỗi lần chạm bóng hòa lên cảm xúc và bật không. Là tuổi thơ anh yêu trái bóng, tròn muốn sau này trở thành cầu thủ thật sự. 7 năm cho chặng đường, nếu như được cống hiến một cờ xa áo cho đội tuyển thì đó là niềm hạnh phúc nhất. Thất bại rồi lại thất bại ta không nản, ta cứ hát khúc ca Việt Nam vang lên. Phía sau lưng là người hâm mộ kề bên, tiếng còi hét lên hồi hộp đón xem. Dầu mồ hôi các cầu thủ đang rơi vì một cờ xa áo. Ý chí tinh thần là liều thuốc cao, không sợ bất cứ đối thủ nào, dù sân ta hay sân nhà. Cố lên chúng tôi giang vòng tay chào đón các bạn U23, cứ đá hình mình cho chúng tôi thấy là các bạn mạnh mẽ. Con rồng cho tiên thì ta phải vụt dậy nhé, đừng bận tâm những điều xung quanh vì ở đâu đó chúng tôi sẽ ở bên các bạn. Muốn ngày nào đó bóng đá Việt Nam sẽ được ánh sáng, được mọi người biết đến, chúng ta hát mãi một khúc ca cố gắng và giành chiến thắng. Chúc cho bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, chúc cho cầu thủ Việt Nam ngày càng toàn diện, chúc cho U23 mang chiến thắng vẻ vang, chúc cho đội tuyển Việt Nam không ai có thể ngăn cản, chúc cho các đội tuyển trẻ ngày càng phát huy, chúc cho các đội bóng cố gắng chặng đường dài này bước đi. Tôi yêu màu đỏ sao vàng, tôi yêu bóng đá Việt Nam, hát mãi một khúc ca. Tôi yêu màu đỏ sao vàng, cơn lốc đỏ mạnh mẽ đẹp mắt như sao sáng. Tôi yêu cầu thủ Việt Nam, tôi yêu Công Vinh với cá tính chỉ có ở riêng mình. Tôi yêu Thành Lưng và mỗi lần anh chạm bóng làm đối thủ mất phương hướng. Tôi yêu Phước Tứ, mỗi lần anh có bóng làm đối thủ phải chần chừ. Tôi yêu Tấn Tài là đội trưởng cô thuyền lớn và cầm lái. Tôi yêu anh Đức với những pha không chiến mang sắc thái. Tôi yêu Minh Tuấn là một cầu thủ khiến bao hậu vệ phải bó tay. Tôi yêu Hồng Quân với những pha bóng sức thần. Và tôi yêu cả lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Sơn Trường là những cầu thủ mang trên vai những trọng trách bóng đá tương lai. Và tất cả những cầu thủ trẻ Việt Nam mà tôi không kể hết, đam mê bùng cháy công hiến lối đá đẹp, ứng xử biết người biết ta không ganh ghét. Đôi chân dẻo dai như Phi Sơn, tốc độ như Văn Toàn, nhận cú ra chân quyết đoán mang thương hiệu của Tuấn Anh. Tốc độ bước phá cực nhanh chỉ có ở Hồng Duy, điềm đạm quyết liệt chỉ có ở Ngọc Hải. Còn tuyền vệ Xuân Trường với những pha tỉa bóng thiên tài, bùng cháy và đột phá phẩm chất của Công Phượng. Và Công Phượng đã được vượt qua bao về Australia để mở tỷ số.